bạn hỏi vui tỉnh với anh ơi. Lắp tản nhiệt nước hả? Tưởng chuyện gì? Chuyện nhỏ. Hả? Vui tản nhiệt nước tại nhà. Trước tiên anh em phải có nhà. Đùa thôi. Lắp tản nước cấp tôm sẽ dành cho những anh em đã rành về kỹ thuật máy tính. Còn anh em chưa biết, có thể xem cùng để hiểu hơn về những bộ máy tản nhiệt nước. Lần này anh chọn vỏ thùng LV07 để đi tản nhiệt nước cho rộng rãi, gắn fan led cho thùng máy. Tới phần rác thì mình lắp 3 fan hướng gió thổi ra như vậy nha. Bây giờ thì mình lắp combo máy bơm và tăng vô. Đó, quá đơn giản phải không? Lắp men, lắp CPU, gắn RAM, gắn lóc tản nước cho CPU. Rồi, giờ tới bước mà nhiều anh em tò mò nhất nè. Trước tiên, anh em phải xác định mình sẽ đi ống theo hình dạng như thế nào. Bước này thì cần sự sáng tạo của anh em. Còn mình thì sẽ đi ống theo hình dạng này. Thôi, vẽ xấu quá. Đầu tiên, anh em đo và đánh dấu vị trí cần khò ống. Luồn dây cao su qua để ống không bị móp khi mình uống. Còn anh em chưa hiểu, cứ làm giống mình là được. Ôi thế chịu rồi chứ, biết sao giờ. Lưu ý, khi làm ống xong hết, anh em kiểm tra lại hết các nút vặn fit xem vặn chặt hết chưa, nếu không muốn ăn mì gói cả năm. Cuối cùng, châm nước tản nhiệt cảm giác khi mình làm xong, rồi nhìn lại thành quả do chính mình làm ra. Phê lắm anh em ơi, lắp tản nước dễ quá phải không? Còn anh em nào xem hết clip chưa làm được, đưa mình năm cũ, mình lắp từ A đến Z, bảo hành trọn đời cho nhanh. Giờ tới phần test game, xem hiệu năng máy với i5-13400F kẹt RTX 3060-12GB chạy mạnh như thế nào nha. Đầu tiên là con Call of Duty Warzone 2.0. Những anh em đam mê dòng game bắn súng FPS không thể bỏ qua. Lối chơi vô cùng lôi cuốn trên nền đồ họa cực kỳ chân thật, tạo cho anh em cảm giác như đang thật sự có mặt ở những cuộc đấu súng nảy lửa trong game. Máy đang chạy rất mượt mà và ổn định. Naraka được xem là PUBG phiên bản kiếm hiệp. Lối chơi đa dạng, hiệu ứng tung skill trong game rất bắt mắt. Máy đang chạy rất mượt mà nên các pha cân 2, cân 3 cũng là chuyện bình thường.